thiệu với mọi người. Cô đây, tên là Lan, sẽ là nhân viên mới của chúng ta nha. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy. Wow, nhân viên mới của chúng ta trông thật là xinh đẹp quá đi. Có cái gì mà hay ho đâu chứ, cũng bình thường thôi. Làm quá, chỉ là nhân viên mới thôi mà. Thôi, em vô chỗ ngồi đi. Vâng ạ. Chào em nha, em thật là xinh. Em mới đi làm, em đã từng làm công ty nào khác chưa? Dạ chưa ạ. Em mới đi học ra trường thôi, em vẫn chưa có đi làm. Hôm nay em mới xin vô công ty này là nơi làm việc đầu tiên của em. Có gì anh giúp đỡ cho em với nha. À, được rồi, được rồi. Là nhân viên mới ra trường. Chẳng qua chỉ là nhân viên mới ra trường mà dám mà dám xin vô một công ty lớn như thế này để làm ư? Chắc vô đây cũng không làm ăn được gì đâu. À, quên nữa, xíu nữa chờ anh trở về với nha. Dạ, em biết rồi. Ừ, vậy thôi anh đi trước đây. Bà quen biết cả sếp luôn sao? À, đúng rồi, có quen. Nhìn ngay cái điệu bộ là biết vô đây á chỉ vừa quên trai mà thôi. Chứ làm ăn gì, chỉ là một hả người mới học ra trường, làm gì có kinh nghiệm mà đâu đi làm được chứ. Thật là nực cười. Thôi mà Mimi, cậu có thể im một chút được không? Người ta là nhân viên mới á, không giúp đỡ thì thôi, tại sao cứ phải nói này nói nọ vậy? Ủa, tôi nói đúng mà. Hôm nay á, anh có lời khen ngợi với Lan nha. Lan vừa vô công ty làm không lâu nhưng đã ký được 2 cái hợp đồng, à cũng khá là lớn đó. Chúng ta nhớ là hãy cùng nhau đoàn kết để có được những thành quả tốt đẹp dành về cho công ty nha. Wow, công nhận là Lan giỏi thiệt nha. Bà là người mới, chưa có kinh nghiệm mà sao hay vậy? À, cũng không có gì đâu. Thì cũng là mấy cái chiêu trò dụ dỗ. Trai ỷ có một chút nhan sắc rồi chẳng được gì. Nè Mimi, bà im lại được không? Mà quên nữa, còn sắp tới chúng ta sẽ có một dự án rất là quan trọng với một nhân vật đặc biệt. Nhưng mà nhân vật này á đặc biệt là cực kỳ khó tính, cho nên ai muốn lãnh cái dự án này nào? Em thấy là em không có đủ can đảm tự tin để em nhận dự án này đâu. Nghe nói á là chủ tịch của công ty đó rất là khó tính. À, trời đất ơi, thôi thì dẫn cái dịp này á cho Lan của chúng ta trổ tài đi. Dù gì á cũng đã ký được 2 hợp đồng lớn rồi còn gì. Lan, cậu có làm được không? Thôi được, mình sẽ nhận dự án này luôn. Trời ơi, mình chúc cậu thành công nha Lan nha. Ừ, vậy đi, quyết định vậy đi ha. À, mà quên nữa, cuối tuần này á là anh mời tất cả các em tới nhà anh chơi nha. Và sẵn chúng ta sẽ có dịp gần gặp chủ tịch của cái dự án đó đó. Cho nên là chúng ta làm cho chủ tịch của dự án đó vui lòng thì chúng ta sẽ dễ dàng ký hợp đồng hơn đó. Còn bây giờ thì anh đi đây. Trời ơi, bà cố lên nha Lan nha. Nghe nói cái chị đó rất là khó luôn á. Bà hả, làm sao mà phải trổ tài? Nghe đồn á là chị ta rất là thích ăn bánh ngọt. Nếu như á mà cô có thể làm ra những chiếc bánh ngọt thơm ngon thì có lẽ sẽ lấy lòng được của chị ta đó. Để coi, chủ tịch của công ty bên đó nổi tiếng khó chịu khó chịu, không ai mà có thể ký hợp đồng với chị ta trừ khi có một điều kiện gì đó. Lần này tao xem thử mày á còn hên hoang cái mặt của mày lên nữa được không. À, kể cuối tuần này cậu có đi qua bên nhà giám đốc của chúng ta không? Đi chứ, phải đi để xem trò hay. Vậy thôi, bây giờ chúng ta cũng đến giờ tan làm rồi. Mình đi đâu đó uống cà phê nha. Thôi, tôi bận rồi. À, mà quên nhắc, không nhắc nhở cô thì cũng không được. Dù gì cũng là đồng nghiệp chung. Lo mà về sớm, lo hả làm cái dự án cho đàng hoàng đi. Ở đó mà còn ngồi phố tán dốc với những ly cà phê nữa. À, vậy thôi, chúng ta đi về. Wow, công nhận là nhà giám đốc của chúng ta to quá ha. Mọi người ngồi đây nha, để tôi xuống lấy nước cho mọi người uống. Trời ơi, sao mà nó tự nhiên quá vậy? Nó tưởng đây là nhà nó sao? Không có đâu, chắc là chơi chung với lại sếp của chúng ta thân cho nên là biết nhà nhau thôi mà. Không có gì đâu mà, cậu đừng có nói như vậy. Đúng rồi đó Mimi à, cậu đừng có thành kiến với Lan như vậy được không? Mình chỉ nói sự thật thôi, mình chả có thành kiến gì cả. Mời các cậu uống nước, ăn trái cây nha. Trời đất, cứ tưởng đâu là nhà mình không đấy chứ. Xin giới thiệu với các em, đây chính là chủ tịch của dự án sắp tới mà chúng ta chuẩn bị làm, chị Lan Anh. Chào các em nha. Hôm nay mới được gặp các em, trông mặt mũi ai cũng sáng láng và rất là xinh đẹp. Dạ, tụi em cảm ơn chị. À, chị Lan Anh, vô đây ngồi. Trời ơi, cảm ơn Lan nha. Chị rất là thích ăn bánh ngọt đúng không? Để em xuống dưới bếp làm vài cái bánh ngọt cho chị nha.
Được đó, được đó. Trời ơi, chắc chắn là bánh em làm sẽ rất ngon. Chị cảm ơn em nha, chị sẽ ngồi đây đợi. Bây giờ thì mình nướng cái bánh này thôi. À, mình quên nữa, mình ra ngoài mua một chút trái cây với lại nước uống nữa chứ, mình quên mất. Này thì là bánh ngọt, này thì là bánh ngon. Bây giờ để xem chiếc bánh này còn ngọt và còn ngon nữa không. Để coi lần này mày có bị mắc mặt không hả? Mày tính lấy lòng của chủ tịch. Sao? Mày mơ đi. Mày đã dụ dỗ giám đốc rồi, bây giờ ngay cả chủ tịch mày cũng định dụ dỗ sao? Để xem cái dự án lần này mày có thất bại không. Ta-da, mời mọi người ăn bánh nha. Trời ơi, nhìn ngon quá Lan ơi. Để chị nếm thử một cái xem nào. Công nhận là bánh của em làm lúc nào cũng ngon. Ngon hay không á thì đợi lát nữa rồi biết. No quá, chị ăn quá trời luôn. Nhưng mà sao tự nhiên chị đau bụng quá vậy nè? Đau quá, không được, chị phải đi vệ sinh thôi. Ủa, sao từ nãy tới giờ chủ tịch đi vệ sinh mấy lần rồi đó? Trời ơi. Nè Lan ơi, tại sao cậu lại cho thuốc sổ vào trong bánh vậy? Để cho chủ tịch phải đi tới đi luôn như vậy hả? Lan ơi là Lan, cậu á, cậu tính hại chủ tịch sao? Mình không có. Lan, cái này có phải là em bỏ thuốc sổ vào không? Sao mà chị đi từ nãy giờ, chị đi hết cũng nổi luôn rồi đó. Không có chị ơi, em không có bỏ gì vô hết á. Mà quên nữa, con bé Lan từ đó tới giờ nó làm bánh có bao giờ bị như vậy đâu. À mà nè Mimi, tại sao cô lại biết trong bánh có thuốc sổ cơ chứ? Tại vì tôi thấy chủ tịch đi hoài thì tôi nghĩ là chị gì vậy. Không biết sao tự nhiên á chị ăn mấy cái bánh của bé Lan vô rồi chị đau bụng quá trời em à. Sao kỳ lạ vậy, con Lan đó giờ nó làm bánh có bao giờ mà bị như vậy đâu. Chuyện này là sao vậy? Em không biết, thật tình là em không biết luôn đó. Nhưng mà đây hình như đúng là thuốc sổ đó, không phải là đau bụng bình thường đâu. Ủa, ai giờ lại bỏ thuốc sổ là vô trỏng làm cái gì? Em không có bỏ. Em cứ trích xuất lại camera là biết liền. Dạ, mọi người đợi em sẽ đi coi ngay đây. Em xin lỗi chị Lan Anh nha, thật tình là em không biết lại xảy ra chuyện này. Không sao đâu, chị hiểu mà. Chị đã ăn bánh của em bao nhiêu lần như vậy, chẳng lẽ chị không biết bánh của em ngon như thế nào và có bao giờ xảy ra trường hợp như vậy. Đây, có lẽ là có người cố tình hại em đó. Ăn bánh nhiều lần của Lan rồi sao? Hai người quen biết nhau à? Tất nhiên rồi, chị chơi thân với giám đốc của công ty mình lắm. Và tất nhiên, bé Lan nó là em của giám đốc thì tất nhiên cũng sẽ chơi chung với chị, và chị ghé đây thường xuyên mà. Hả? Cái gì? Hóa ra Lan là em của giám đốc sao? Vậy mà cứ tưởng tưởng tôi là bồ của ổng chứ gì. Tại vì á, tôi á là muốn làm từ nhân viên đi lên, chứ tôi không muốn người khác nói là tôi dựa hơi mà lên thẳng một cái dèo đâu. À, thì ra là vậy. Đó, nè, Mimi à, bây giờ thì bà hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho Lan thôi. Thưa chủ tịch, mọi người ở đây, hôm nay tôi chính thức sa thải cô Mimi. Rõ ràng á là tôi đã trích xuất camera, Mimi chính là người đã bỏ thuốc sổ vào trong cái bánh ạ. Tại sao cô lại làm vậy hả Mimi? Tại vì tôi ghét cô. Cô có cái gì hơn tôi cơ chứ. Vậy á mà lúc nào á cũng được mọi người khen ngợi. Tôi muốn phá hoại cái hợp đồng, cái dự án này. Nhưng mà thật tình cô thật là may mắn khi cô là em gái của giám đốc, còn lại chơi thân với lại chủ tịch. Ngay từ đầu nếu tôi biết như vậy thì tôi đã không phí công phí sức để hãm hại cô rồi. Chào mọi người, tôi về. Trời đất, không ngờ Mimi lại là người như vậy đó. Thôi chuyện cũng qua rồi, kệ đi, không sao đâu. Dạ, thôi mọi người để em làm cái bánh khác cho mọi người ăn nha. Ừ, em làm đi. Xém xíu nữa là em hại cả nhóm của tụi mình bị dí rồi nha. Cũng hên á là chưa ai đụng tới. Dạ, trời ơi, thiệt tình hôm nay xảy ra trường hợp này, em xin lỗi chị nhiều nha chủ tịch. Cái thằng này thân quá rồi mà còn làm cái giọng kìa. Thôi, ăn bánh đi. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Và kẻ xấu thì luôn gặp những cái quả báo ha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.